ngày hôm nay là đầu tiên tôi sẽ nói về những cái mà cái bánh vẽ mà bọn Ba Que Bác Tường vẽ ra đấy, để cho những người dân Việt Nam mà chưa hiểu biết, và những cái người mà anh chị Việt kiều ở bên nước ngoài á, thì vì công ăn việc làm cho nên là cũng không quan tâm lắm, nhiều khi là cứ nghe bọn Ba Que Ba Cẳng nó nói điều đấy tưởng là thật, nhưng mà nói chung là bọn Ba Que nó chúng nó toàn xuyên tạc không thôi, hoặc là chúng nó bóp méo, hoặc chúng nó vẽ ra những cái bánh vẽ để cho các anh các chị coi như là cứ tưởng cái bánh vẽ đó là vấn đề thật. Thì nói chung là mình cũng phải lên trên này nói, không biết có tác dụng gì hay không, nhưng mà nói chung là không có tác dụng ít thì có tác dụng nhiều, mà không có tác dụng nhiều thì có tác dụng ít. Và vấn đề hôm nay mình Nguyễn Quốc Hiệp nói là hôm nay chủ đề gì, thì bọn Ba Que nó cứ nói là hiện nay muốn đất nước Việt Nam phát triển mà giàu có như Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc rất nhiều cái nước mà người ta phát triển lâu rồi, người ta giàu có, thì Việt Nam phải có đa đảng này, hoặc phải có tự do dân chủ. Thì trước mắt thì hôm nay mình nói về cái vấn đề tự do dân chủ như này là bọn Ba Que nó nói là cái kiểu như thế nào. Thứ nhất là bây giờ tôi nói về cái vấn đề dân chủ. Cái dân chủ thì ví dụ những người thì nông dân như mình chẳng hạn, những người dân thường như mình thì hiểu rằng dân chủ có nghĩa là dân làm chủ. Thì theo mình nghĩ đây là cái quan điểm của mình nhé. Dân làm chủ có nghĩa là tức là dân chủ là dân làm chủ. Thì ở Việt Nam mình thì các bạn thì xem có dân chủ hay không. Dân chủ là dân làm chủ, tức là mình làm chủ theo cái hai cách. Thứ nhất là mình tự làm chủ cái bản thân mình, và mình làm chủ đất nước. Và làm chủ đất nước thì là làm chủ trực tiếp và làm chủ gián tiếp. Làm chủ trực tiếp là coi như là mình làm chủ cái bản thân mình, và coi như mình có ý kiến gì chẳng hạn thì mình sẽ ý kiến lên những các cấp trên hơn. Thì vừa là bây giờ tôi nói với tất cả các bạn, làm chủ gián tiếp tức là mình có những người đại diện của mình, đại diện của nhân dân để mà nói lên những tiếng nói của mình. Ví dụ như ở Việt Nam chẳng hạn, Việt Nam có bầu cử quốc hội, đúng không? Bầu cử hội đồng nhân dân, có là hiện nay là 3 cấp, cấp phường, cấp xã thì bỏ rồi, còn cấp huyện, cấp tỉnh này, và quốc hội. Mình công dân đủ 18 tuổi trở lên là được quyền và nghĩa vụ đi bầu cử. Đấy. Thì thường thường mỗi lần bầu cử thì các bạn bầu cử theo 3 cấp này, bầu cử hội đồng nhân dân cấp quận huyện này, hoặc là cấp tỉnh này, và quốc hội, đúng không? Thì khi mình bầu cử những cái ứng cử viên đó thì một là tự ứng cử, thứ hai là do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giới thiệu. Đấy, những khi mà tự ứng cử ví dụ qua những cái vòng hiệp thương, hoặc là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giới thiệu qua vòng hiệp thương, thì những người nào mà lọt vào danh sách đấy, thì mình đi bầu cho những cái đại biểu đó. Thì có phải là những cái đại biểu đó là những người đại diện cho mình hay không đấy. Tôi nói ví dụ là đơn giản, ví dụ ở Mỹ cũng thế. Bây giờ ví dụ bầu sắp tới bầu ông tổng thống Trump hoặc là cựu phó tổng thống Biden chẳng hạn, thì là những người dân Mỹ người ta cũng bầu. Ví dụ là thứ nhất là cái lá phiếu là ông bầu đại cử tri, thứ hai là lá phiếu là ông ví dụ ông chọn ông Trump, ông Biden. Thì cái quan trọng ở cái lá phiếu bầu đại cử tri. Chứ còn bây giờ ví dụ lá phiếu mà bầu trực tiếp cho ông Trump hoặc ông Biden chẳng hạn, thì đó là những cái lá phiếu tham khảo. Tôi nói bây giờ ví dụ như trong năm 2016 chẳng hạn, bầu cho bà Bill Clinton và ông Trump, thì là số phiếu của những người dân người ta bầu cho bà Bill Clinton còn nhiều hơn ông Trump là có 3 triệu người. Nhưng cái vấn đề ở cái là cái theo cái quy định của luật pháp Mỹ là người ta căn cứ vào cái phiếu đại cử tri đấy để mà người ta bầu tổng thống. Nhưng mà phiếu đại cử tri của ông Trump ông hơn bà Bill Clinton thì là cuối cùng ông Trump ông mới thắng cử đó. Thì ở Việt Nam mình chẳng hạn, ví dụ mình đã bầu ra hội đồng nhân dân 3 cấp, cấp huyện, xã, cấp tỉnh,
và quốc hội. Thì bây giờ tôi nói, bây giờ tôi không nói cấp tỉnh và cấp huyện, quận huyện nữa, mà tôi nói cho quốc hội. Thì những người quốc hội, đại biểu quốc hội đó là những người đại diện cho coi như là mình, đúng không? Thì những người đại biểu đó mới bầu quốc hội đó, mới bầu ra các cơ quan của coi như là lãnh đạo, ví dụ như thủ tướng chẳng hạn, hoặc là chủ tịch nước, đấy, cơ quan hành pháp và lập pháp. Và từ đó thủ tướng mới chọn ra ví dụ các bộ trưởng nào kia theo cái của mình đó. Thì đấy là cái dân chủ. Còn tôi nói xin lỗi các bạn, nếu một số thằng ba que nó nói là bây giờ ví dụ đảng thì có ai bầu không, nhân dân có bầu không, nó nói đảng là do những đảng viên người ta bầu, đúng không? Bầu ra ví dụ từ cấp chi bộ rồi đến cấp xã rồi đến cấp quận huyện hoặc là đến cấp tỉnh, cấp trung ương, tỉnh ủy hoặc ban chấp hành trung ương, rồi ban chấp hành trung ương bầu ra ban bí thư, ban bí thư bầu ra coi như tổng bí thư. Đấy, tất cả nó có phải là do đảng bầu, còn là quốc hội nó do người dân bầu. Đấy là cái dân chủ, đúng không? Dân chủ là những người dân cầm cái lá phiếu của mình, tức là đã làm chủ rồi. Còn ví dụ trong những cái hàng này chẳng hạn, bây giờ các bạn có một cái ý kiến, có một thắc mắc gì các bạn là cử tri, thì các bạn lên, ví dụ là kể cả hội đồng nhân dân, có cái ban tiếp dân của hội đồng nhân dân cấp quận huyện, hoặc là hội đồng nhân dân cấp tỉnh thành phố, hay là ở bên quốc hội người ta cũng có ban tiếp dân, các bạn đề đạt ý kiến của mình, đấy nó có là các bạn làm chủ, không, đấy là làm chủ chứ đâu. Chứ bây giờ ví dụ là hàng ngày thì các bạn cái việc đấy là do bản thân của các bạn, còn những việc to lớn tất cả các thứ, đúng không, chính sách của nhà nước hoặc pháp luật các thứ ra hoặc là thay đổi cái này khác, thì những người đại diện cho các bạn, những người đại diện cho các bạn thì đã thay mặt các bạn để mà làm những cái chuyện to lớn kia rồi. Như thế là đấy là dân chủ, chứ còn là cái gì nữa. Mình phải nói ra để cho đấy là theo cách hiểu biết của mình. Mình phải nói ra để cho những người dân người ta biết. Chứ không thì bọn ba que nó cứ bảo là coi như Việt Nam không có dân chủ. Dân chủ ở đấy chứ dân chủ ở đâu nữa, đúng không? Có nhiều bạn, ví dụ các bạn cũng không hiểu cái vấn đề dân chủ. Ví dụ như có cái bạn gì cũng là cái bạn trong nước tôi, nhưng các bạn nói mẹ em cũng chả bao giờ em quan tâm đến vấn đề bầu cử từ ngày xưa đến giờ nọ kia. Đấy là cái quyền và nghĩa vụ của các bạn. Các bạn không thực hiện, đúng không? Thì các bạn không thực hiện cái quyền và nghĩa vụ của các bạn thôi. Mà bây giờ ví dụ như 5 năm một lần các bạn đi bầu cử, tỷ lệ coi như là người dân người ta quan tâm đến vấn đề bầu cử rất là nhiều, còn 99, 98, 99, 100% những người dân người ta đi bầu cử thôi. Đó. Đấy là tôi nói về đơn giản theo cách hiểu biết của tôi là một người coi như nông dân bình thường, thì là đấy là cái vấn đề dân chủ là chỗ đấy. Chứ bọn ba que ba cẳng nó cứ nói là cái vấn đề dân chủ nó là một cái gì nó cao siêu, nó bảo bây giờ cái đất nước mà phải có dân chủ thì đất nước mới giàu mạnh được, như thế này thì khác được. Đấy là cái dân chủ chứ là cái gì nữa, đúng không? Các bạn có một cái vấn đề gì chẳng hạn, các bạn có thắc mắc gì, các bạn sẵn sàng ví dụ là các bạn lên các cơ quan ấy. Ví dụ là hội đồng nhân dân cấp quận huyện, hội đồng nhân dân tỉnh thành phố, và hoặc là cái tiếp dân của quốc hội, ban tiếp dân của quốc hội ấy. Thì các bạn đề đạt cái nguyện vọng của mình, nhưng mà tôi nói đấy là những cái nguyện vọng của bạn, ví dụ như ý kiến của các bạn thì chưa chắc ý kiến của các bạn đã đúng không? Đấy, chứ không phải là bây giờ cứ mỗi người mỗi ý, mỗi người mỗi cách thì bảo là ai bảo là cái ý kiến của tôi là đúng hết, mà không, nhà nước hoặc là quốc hội hoặc là tất cả không thực hiện theo cái ý của tôi, nghĩa là không tôn trọng tôi vì tôi làm chủ, đúng không? Thì những ý kiến đúng thì người ta tiếp thu,
Còn ví dụ ý kiến mà không đúng hoặc gọi là chưa đúng hoặc là sai chẳng hạn thì người ta sẽ giải thích cho tất cả các bạn. Xin chào anh Bằng và các chị em, diễn đàn. Thì chúng ta cũng vừa coi clip của một người có thể là bên Mỹ rồi, chắc chắn là. Nhưng mà có cảm giác nó hơi thiếu anh. Bởi vì thiếu những cái hình ảnh đắt giá. Cái lời bình thì ổn. Đó. Những có những cái clip thì họ không có lời bình nhiều nhưng mà có những cái hình ảnh rất là đắt giá như đợt trước anh coi, anh cho xem á. Nó thuyết phục. Coi thấy được là họ ở như thế nào, ăn như thế nào, họ sống như thế nào. Đó, để cho cái đám cuồng Mỹ nó bớt ảo. Bớt sống ảo. Lúc nào cũng nghĩ là qua được nước Mỹ là sung sướng lắm. Nằm ngửa ra là chính phủ rót mật hay rót đồ ăn thức uống gì về cho ăn. Không có ở đâu ở trên thế giới này mà có cái chuyện đó xảy ra. Ở Việt Nam kém cỏi thì có qua Mỹ hay qua Campuchia, Lào thì cũng chỉ là thằng cu ly vô gia cư không làm được gì hết á. Tốt nhất ở đâu thì cứ phải lao động, phải làm việc. Trở lại cái chủ đề của anh Bằng đưa ra thì nó không có mới. Nói chung thì đó là những cái luận điệu xuyên tạc mà trước giờ rồi nó cũ rích, cũ mềm, nó gọi là xưa như trái đất rồi, nhưng mà tụi nó cứ có nhiều đó nhai qua nhai lại nhai suốt thì cũng nói sơ qua thôi. Hay là đa đảng thì giàu có mà độc đảng thì nghèo khó, nghe nó rất là hài. Thế giới này thì đa đảng thì chiếm đa số rồi, nhưng cái nước giàu thì chiếm rất ít đó. Những cái nước đa đảng châu Phi với Nam Mỹ thì nó nghèo rớt một tơi đó, nó đa đảng đó. Rồi xung quanh Việt Nam mình cũng vậy, xung quanh khu vực mình ở cũng vậy, rõ như ban ngày. Nhưng mà thôi, cái nước nghèo thì ai cũng thấy rồi. Bây giờ tôi nói nước giàu, mình cũng đã từng nói rồi, tại sao những cái nước đa đảng nó giàu? Mỹ, Đức, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Hà Lan, nó có một cái điểm chung, đó là nó từng là thực dân đế quốc, từng đi xâm chiếm thuộc địa, xâm chiếm các cái nước nghèo, vơ vét tài nguyên khoáng sản của những cái nước đó để làm giàu cho nó. Thì tất nhiên nó phải giàu rồi, đâu có gì lạ đâu. Nói như anh Nam Phong ấy, nói anh trắng ra luôn là mấy bọn đấy đi ăn cướp của nước ngoài trả giàu. Chứ thằng đúng Nhật rồi, đi ăn cướp cả Trung Quốc, đi cả ăn nước Nam Á trả giàu. Châu Phi, Nam Mỹ, rồi Đông Nam Á, rồi cả châu Á toàn là thuộc địa của các nước đó. Thì bây giờ đem Việt Nam là so sánh những cái nước đó, nghe nó hài hước không chịu được. Đúng không? Việt Nam người ta bị cướp đó. Đã chống cộng, so gì? Chống cộng thì phải thông minh đi, khôn ngoan đi, phải có trình độ, có hiểu biết chút xíu. So sánh nó rất là ngây thơ ngớ ngẩn. Rồi bây giờ đem so với gì, so với Nhật Bản, với Hàn Quốc. Thì Nhật Bản thì năm 1945 nó đã chiếm cả cái Đông Á, Đông Nam Á rồi. Nếu mà nó nghèo thì nó đâu có mạnh ghê gớm vậy. Trong khi đó Việt Nam lúc đó là 2 triệu người chết đói. Làm sao mà so? Rồi sau đại chiến thế giới thứ hai, Nhật Bản bị kiềm chế bởi các nước, bởi Liên Hợp Quốc. Việt Nam mình ngồi đấy là một của hai kinh tế thôi. Đúng rồi. Nhật Bản nó chỉ làm kinh tế, nó không có đầu tư cho quân sự. Nó hạn chế quân sự ở các nước. Nó được Mỹ bảo kê rồi, sợ gì nữa. Mỹ bảo kê. Nó giàu là đương nhiên. Đúng rồi. Còn Hàn Quốc thì sao? Hàn Quốc hồi xưa nó cũng nghèo đó, chứ nó không có giàu. Nhưng mà nó đi đánh thuê cho Mỹ, nó qua Việt Nam nè. Đưa gái sang làm gái. Nó giết biết bao nhiêu. Nó gây ra bao nhiêu tội ác ở Việt Nam mình. Nó lính Hà Đại Hàn đó hồi xưa là gây ra 5 cái đợt gọi là thảm sát. 5 cái vụ thảm sát lớn. Mà trong đó có một vụ lớn nhất đó là ở xã Bình An. Huyện một cái huyện gì của Bình Định đó. Sư đoàn Mãnh Hổ, là có những nguyên một cái thôn là 1.200 người giết sạch, từ người già người trẻ, đa số là phụ nữ với trẻ em thôi, tại vì đàn ông thì người ta chạy được trốn được.
còn lại phụ nữ trẻ em là chủ giết sạch. Bây giờ vẫn còn một cái khu tưởng niệm ở cái xã Bình An đó, huyện Hoài Nhơn hay là An Nhơn gì đó, nói chung là nhớ không rõ đó. Và không phải là một số cái đám chống cộng nó nói Việt Nam dựng lên để mà tuyên truyền nhồi sọ. Như các bạn thấy cách đây mấy năm, các cái cựu binh lính của lính Đại Hàn ngày xưa họ qua Việt Nam, họ đến đó họ quỳ, họ xin lỗi, bởi vì cái lương tâm họ, họ là những người kẻ giết người mà, cho nên họ sống bao nhiêu mấy chục năm sau, cái lương tâm họ day dứt không chịu được, họ qua Việt Nam, họ muốn tìm lại để họ có một chút gì gọi là ăn năn hối cải, hối lỗi lúc mà sắp gọi là sắp chết, thì nó đã tạo ra một cái phong trào gọi là phong trào xin lỗi Việt Nam. Cách đây mấy năm thôi, chưa lâu đâu. Đúng rồi. Nếu cộng sản dựng lên để nhồi sọ thì những cái người lính Hàn Quốc đó là ở đâu ra? Không lẽ cộng sản mua hết không? Đó là lịch sử. Đúng rồi. Để thấy bọn rằng quen Hàn Quốc nói là giàu. Cộng sản nó mua hết. Đúng không? Cái ông để thấy rằng Hàn Quốc giàu là giàu trên xương máu. Việt Nam mình được bầu 90% hay là bao nhiêu phần trăm, gần như tuyệt đối là cái bầu trong liên cái thường trực hay là cái gì không thường trực ở Liên Hợp Quốc, anh bảo mua ấy, bảo thấy Việt Nam giàu quá rồi, mua hết cả thế giới rồi. Thì nói ra để thấy là Hàn Quốc nó giàu, mua được. Nó giàu trên xương máu của người đồng bào Việt Nam. Thì đem ra so sánh những cái kẻ nào mà đem ra so sánh như vậy, hỏi còn lương tri không? Để mà so sánh Việt Nam với Hàn Quốc về cái sự giàu có. Chỉ có những cái kẻ chống cộng cực đoan mới có thể so sánh được. Người Hàn Quốc người ta cũng không có so đâu. Đó là nói vô sơ qua cái chủ đề của anh Bằng, tại nói nhiều rồi. Nếu phân tích sâu thì nó còn nhiều lắm. Hàn Quốc nó sâu ấy, nhưng mà nó dân nó vẫn đang trung thấp thỏm, phải không? Sống trung thấp thỏm, chỉ sợ một ngày nào đó Triều Tiên là giàu về kinh tế nhưng mà chính trị bị phụ thuộc, nó chưa có tự chủ tự lập và tự cường như Việt Nam mình được, phụ thuộc Mỹ. Giàu thì giàu đó nhưng mà không có tự làm chủ. Nó không vẫn lo, chỉ sợ khi đánh nhau chiến tranh xảy ra thì là chúng nó lại té hết đó. Khi thời điểm đó thì là Hàn Quốc quay sang làm Mỹ đang bắt hàng đập te tua rồi. Đúng rồi. Nên là Mỹ thì bảo kê mỗi năm trả mấy tỷ đô la. Chính xác. Mà hôm nay em xin chia sẻ thêm một chút nữa về cái vấn đề mà nó ngoài cái chủ đề chút, nhưng mà nó nói lên, nó cho thấy rằng Việt Nam bây giờ đã khác, cái vị thế của Việt Nam bây giờ nó khác rất nhiều. Vừa rồi các anh chị đã nghe cái thông tin là ông thủ tướng Suga của Nhật Bản vừa nhậm chức, thì cái đài NHK của Nhật người ta loan tin là ông sẽ chọn Việt Nam và Indo là hai cái nước là công du đầu tiên. Thì thường thường các cái công nguyên thủ quốc gia mà họ nhậm chức là họ sẽ chọn những cái nước mà đi thăm, không có đơn thuần là giống như chúng ta đi sang nhà hàng xóm chơi, chúng ta uống vài ly rượu hay tách trà. Ở đây nó thể hiện cái quan điểm chính trị rõ ràng của ông thủ tướng và chính phủ Nhật Bản, đất nước Nhật Bản đối với Việt Nam. Tại sao không đi các cái nước đồng minh như Mỹ hay là Anh, Đức, Pháp giàu mạnh, hoặc là Thái Lan hay Philippines gì đó, mà lại chọn Việt Nam, một cái nước cộng sản? Nó có lý do hết, không có đơn thuần, không có tự nhiên mà ông đi. Có nghĩa là Việt Nam trong mắt người Nhật rất là quan trọng. Ở Nhật họ cũng có chiến lược, và nước nào cũng vậy. Ở Nhật có cái chiến lược Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, trong đó Việt Nam là hạt nhân. Đó. Cho nên Nhật Bản họ chọn Việt Nam để mà là một cái đối tác chiến lược lâu dài. Nó thể hiện cái quan điểm chính trị rõ ràng. Cho nên vị thế của Việt Nam bây giờ nó khác xưa lắm. Giờ muốn nói lật đổ cộng sản Việt Nam hơi khó, bởi vì nó liên quan đến nhiều nước đó. Nên là không có dễ gì để lật được. Kể cả Mỹ nữa, cái vành Mỹ Nhật trong cái chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, thì Mỹ là chúng ta cũng có nghe nói đến cái bốn nước, nó gọi là gì,
nhà Mỹ, Nhật rồi Úc với Ấn Độ đó. Bộ tứ kim cương. À, bộ tứ kim cương đó thì có mời thêm Việt Nam, New Zealand và Hàn Quốc. Thế là không phải đơn thuần cái bộ tứ kim cương và ba cái nước được mời này mời vô rồi làm cuộc nhậu rồi về đó. Nó có cái gọi là cái nhiệm vụ rõ ràng của cái bộ tứ này và những nước này, đó là bảo vệ cho cái khối này, bảo vệ cái phối hợp các cái vấn đề thế giới kìa, tầm thế giới chứ không phải là cái tầm khu vực nữa. Và vừa rồi là cái dịch Covid cũng phối hợp rất là tốt đó, qua đó để thấy rằng Việt Nam bây giờ cái vị thế của Việt Nam bây giờ nó khác rất nhiều so với 10 năm 20 năm trước đây. Thế nên là càng phát triển thì cái đám chống cộng cực đoan nó càng tức tối, nó càng phải xuyên tạc nhiều, càng phải nói xấu chê bai nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì tức thôi, đơn giản là vậy, là không có lạ gì hết đó. Thì em xin chia sẻ thêm một chút để thấy rằng đất nước mình bây giờ nó đã thay đổi quá nhiều, và em và rất nhiều người Việt Nam ở đây rất là hãnh diện, tự hào mình là con dân đất Việt máu đỏ da vàng, chứ không phải cái đám mà người Mỹ nói tiếng Việt bên kia, nó không hề yêu thương gì đất nước này hết, chỉ là cái mõm thôi. Mà cái mục đích của chúng nó, nhấn mạnh cho tất cả các bạn biết là mục đích của bọn ta quay ba cặp chúng nó chỉ muốn lật đổ cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cái mục đích cuối cùng của chúng nó, nói chúng nó vòng vèo cái kiểu mà chúng nó muốn là đỏ như nào, muốn đất nước Việt Nam nghèo khó đi và đất nước Việt Nam nó mất ổn định đi, thì chúng nó có cơ hội để lật đổ, có thế thôi.